Hello các bạn, tiếp tục khui hộp. Lần này là mình khui một lần 2, 4, 5, 6, 7, 8 cái dây đeo đồng hồ Apple Watch. Mình biết là bạn của mình, fan của mình rất nhiều người dùng Apple Watch. Thì đây là một loạt những cái dây đeo thương hiệu xịn. Mình muốn làm trong hết một cái video này để các bạn dễ hình dung và dễ lựa chọn. Đây là hai cái thuộc dòng gọi là Steel Love. Toàn bộ này là thương hiệu Love của Đức các bạn. Thương hiệu rất là xịn sò ha. Cái lá cờ đây Germany Love Gear, thương hiệu nổi tiếng của Đức. Hai cái này thì Technical Watch Strap, tức là dòng Technical. Hai cái này dòng Upford, Milano và Arctic. Rồi bây giờ khui từ phải qua trái cho các bạn coi. Cái này 920.000. À, cái dây này mình rất là thích, hình như Apple hình như có dây tương tự như vậy nè. Mấy cái dòng này thì nó tương thích với Apple Watch Series từ 1 cho tới 5 luôn. Đó, dây này rất đẹp. Dây này lúc đầu Apple ra mình cũng ghiền mấy cái dòng dây này lắm. Tại vì đeo rất là dễ và nó hit, rất là dễ dùng. Rồi, thay vô cái đồng hồ của mình ngay cho các bạn dễ hình dung. Đây, cách tháo mở dây đồng hồ Apple Watch cực kỳ dễ dàng, chỉ bằng một cái nút bấm rẹt rẹt là xong. Cái khóa cũng rất là xịn ha. Đó, thương hiệu của Đức, rất đẹp. Đây, cái này thì các bạn rất là dễ đeo và đeo rất là nhanh. Mình thì quen đeo tay phải, đeo đồng hồ mà nhiều tới mức độ mà trắng cái tay luôn. Mình đi nắng chạy mô tô cho nên là nó trắng tay luôn. Cái này nó hit 500 mạnh quá. Đó, vô nó hit cái bập mà nè các bạn, 500 nó rất là mạnh ha. Hit cái cụp. Đây cái thương hiệu Love. Đó, rất là đẹp. Cái dây này Apple Watch có thì phải, rất là dễ dùng, rất là đẹp ha. Các bạn nếu mà các bạn mua một cái đồng hồ bằng dây da hay dây nhựa thì dễ dàng thay dây ha. Chứ không phải mình mua một cái đồng hồ rồi về mình cứ cộng dây đó mình đeo mãi mãi đâu. Rất dễ dàng các bạn thay đổi tùy gu thời trang, tùy gu thẩm mỹ, tùy cái sở thích của mỗi người. Rồi, cộng dây đầu tiên thương hiệu Love của Đức. Giá 920. Rất gọn gàng, rất dễ dàng, rất dễ mở. Lấy ra thì các bạn không cần phải bung hết cọng dây ra mà các bạn cho nó rộng ra như vậy, các bạn tháo ra thôi. Đó, xong một cọng. Cọng này là màu bạc ha. Đó, cọng này cũng y chang các bạn, y chang thôi, nhưng mà lại là màu vàng hồng. Wow, cái màu này đẹp quá. Cái màu này các bạn nào đeo cái đồng hồ màu hồng á, đặc biệt các bạn nữ ha, đeo đồng hồ màu hồng là sẽ rất là thích cái màu này. Rồi, để đeo vô luôn cho các bạn coi. Đeo vô luôn. Cái này đó. Cái máy mình là màu inox, trắng inox cho nên là cái dây này có vẻ không được đẹp lắm. Bạn nào dùng vàng hồng sẽ rất là đẹp. Đó, vàng hồng mà sẽ đẹp. Đây là hai cọng dây thuộc dòng Steel Love, tức là steel tức là thép á, mà nó đan với nhau, nó bền với nhau, rất là mịn, rất là chi tiết. Là cái dây nó có thể các bạn thấy nó cố uống tròn tròn nè, nó mịn lắm. Cái độ cong nó bo sát cái tay mình luôn. Đó, nó bò sát cái tay, ôm hết cái tay. Cho dù là cái tay bạn lớn hay nhỏ như thế nào, nó cũng ôm hết và rất là dễ chịu, rất là mịn màng ha. Đó, ở đây là gọi là steel lớp nè. Đó, rất mịn, rất sát. Tay lớn, tay nhỏ gì nó ôm sạch. Rồi, hai cọng dây thuộc dòng steel lớp. Tiếp tục là dòng technical
technical là công nghệ, khui ra coi nó công nghệ như thế nào. Nó cũng tương thích 1 cho tới 5 luôn nha các bạn, series 1 cho tới series 5. Cái này chắc là các bạn nam là thích nè, các bạn nam sẽ thích cái dòng này đó, màu xanh rêu quân đội, xanh rêu quân đội. Nó có hai phần, hai mặt khác nhau. Ồ, cái này không biết là đeo hai chiều được hay không ta. Cái logo ở trong là da, bên ngoài là dù, để mình thử coi hai chiều được không nha. Đầu tiên là mình cho cái vải dù, vải bố dù ra bên ngoài đi. Đó, vải bố dù ra bên ngoài. Bố dù ra bên ngoài. Rất đẹp, rất thanh lịch. Nhìn cũng khá là thời trang ha, khá thời trang, khá thời trang. Rồi bây giờ mình để mình ngược lại coi nó có ok không, tại vì thấy cái mặt da bên trong cũng quá đẹp luôn, mặt da bên trong cũng quá đẹp. Hy vọng là nó sẽ cho mình đeo được cả hai mặt, không biết được hay không. Nói chung là mình cũng mới lần đầu tiên cầm cái này lên tay thôi, cho nên là mình cũng có thắc mắc. Không được, cái chốt không được, cái chốt mình đâu có sợ được à. Nó chỉ một chiều à, nhưng mà bên trong là da, bên trong là da khá đẹp, da khá đẹp. Rồi đây là cái màu xanh rêu, màu xanh rêu của Technical Strap, Technical Watch Strap. Còn đây là màu đen đó. Cái phần da là nằm bên trong các bạn, nó ôm vô tay mình. Còn cái phần dù là nằm bên ngoài, vải dù rất là đẹp, may sắc sảo luôn, nằm bên ngoài. Siri nó hỏi đó. Ồ, cái màu đen đẹp quá. Màu đen nhìn khá mạnh mẽ ha. Khá mạnh mẽ, khá đẹp. Mình kết màu đen rồi đó. Cái dây mới cho nên là nó hơi cứng. Nó khá cứng. Đó. Màu đen này quá đẹp luôn. Nhìn cực kỳ sang. Ha, nhìn mạnh mẽ đẹp không? Cái bát nó làm cũng sang. Đó, màu đen, màu đen với cái đồng hồ mặt đen nó nhìn rất là tông tông, rất đẹp, nhìn chững chạc ha, lịch lãm chững chạc. Rồi xong, đây là hai dòng gọi là technical, nhìn hơi vẻ công nghệ chút. Rồi đây là hai cái sản phẩm thuộc dòng Off Fork, nhưng mà nó đóng gói khác nhau thôi. Một cái là nó đóng cái hộp thấp, một cái nó đóng cái hộp cao. Một cái là màu đen và một cái là màu nâu. Đây, wow, cái này đẹp à nha. Cái này đẹp quá. Cái này đẹp quá. Mày sắc sảo luôn, y như dây đồng hồ xịn luôn. Mấy cọng dây này mà hồi xưa mình đeo những cái đồng hồ bình thường á, mua mấy cọng dây này rất đắt luôn. Của những hãng nổi tiếng rất đắt. Zino Leader, tức là da xịn nè. Đó, đóng cái thương hiệu Love trong bên trong này. Nói chung là nhìn cái dây này, các bạn nào chơi đồng hồ mà đồng hồ bình thường á, nhìn cái dây này là biết, y như dây đồng hồ xịn. Cực đẹp. Đây. Khui xong chắc lầm cộng này, lấy mua cộng này dùng quá. Rồi. Nó hơi cấn chút xíu thôi. Rất đẹp. Rồi để đeo coi. Dây mới cho nên là cứng. Cái dây này đúng là những cái dây đồng hồ truyền thống luôn nè. Có cái đường may chỉ trắng rất là đẹp.
đó, nếu mà để sau là không ai biết đeo được Apple Watch nếu mà nhìn từ cái phía sau này đó. Thanh lịch, đẹp, rất là văn phòng luôn, rất là lịch lãm luôn. Cái này mình nghĩ nam thôi ha, nam thôi, nam sẽ đẹp và sẽ rất là hợp. Cái màu xanh đậm nam rất hợp, nữ thì đeo nó không ổn. Rồi, đây là cái dây Oxford. Tiếp tục, cũng cái dây Oxford nhưng mà màu nâu. Đó, cái hộp nó dài thì nó để kiểu này. Rồi, mình thay coi. Thay màu nâu coi. Bạn nào thích màu nâu là đeo mang giày nâu nè, đúng không? Rồi xách cái cặp táp nâu. Rồi giày tay nâu, đeo đồng hồ da nâu. Cầm cái điện thoại có ốp lưng màu nâu. Quá bảnh luôn. Đúng là xấu bảnh luôn. Đó. Quá đẹp, quá thanh lịch. Bởi mình muốn quay cái video để các bạn coi, các bạn quan tâm, các bạn coi, các bạn dễ hình dung hơn là coi cái hình không ở trên website. Mình hay ra công ty cho nên mình thấy những cái lúc nhập hàng á, mình thấy những cái sản phẩm rất là hay, mình muốn quay phối hợp nhanh cho các bạn dễ hình dung hơn. Những hàng rất là đẹp, rất là chất lượng, các bạn thấy cái khóa nè, đường chỉ may nè, cái đường da nè, tuyệt vời luôn. Cái dây này có giá là 1,1 triệu, rất là xứng đáng, rất xứng đáng. Đó, nếu mà thanh lịch thì cái bộ Oxford này là tuyệt đẹp, quá tuyệt đẹp. Rồi, hai cái này cuối cùng. Một cái là Milano Watch, tức là dây da mà răng. Cái này cũng quá thanh lịch nè, quá lịch sự luôn nè. Rất là thời trang nè. Quá thời trang luôn. Thương hiệu Love của Đức các bạn. Rất là xịn. Cực kỳ xịn sò. Đó. Wow. Quá đẹp luôn. Không thua gì cái dây Hermès hết. Dây Hermès mấy trăm đô á. Mua đúng là phí tiền luôn. Mua dây này đeo quá thời trang, quá đẹp luôn. Cái màu nó cũng hơi hơi vàng vàng á, kiểu như Hermès. Wow, sang quá. Quá sang. Đây là cọng dây, nãy giờ mình khui tới đây là mình kết cọng này nhất rồi đó. Kết nhìn nó thời trang hơn là cái cọng này. Cọng này thì nó lịch lãm, hơi đứng tuổi chút xíu. Hơi đứng tuổi, hơi men đàn ông, ai mà đeo giày tay, xách cặp đồ này kia cái nọ. Còn cái này là quần jean, áo thun rồi. À, mặc cái áo thun vàng vàng á. Đó, cái quần jean đen tông sờ tông, rất là đẹp, rất trẻ. Không à, em Hải cọc này ưng ý nhất từ nãy giờ luôn. Trẻ trung, rất là hợp với cái Hermès. Rồi, cọng dây này là cọng dây Milano Watch Strap với da xịn luôn. Và những cái chốt đều là stainless steel, tức là thép không rỉ, cao cấp hết. Xịn sò. Thương hiệu đến từ Đức. Rồi, cộng này cộng cuối cùng trong cái video này, mình muốn khui tất cả cho các bạn xem trong một video. Cộng này là bằng cao su. Cộng này nó ghi là Active Watch Strap, tức là cái dây đeo dành cho người thể thao năng động. Và cái chốt cũng làm bằng thép không rỉ cao cấp. Cái vật liệu nè, material là cái TPU, tức là cái dạng cao su hay là nhựa gì đó. Rất đẹp ha. Đúng là thương hiệu đẳng. Cầm lên là thấy ưng ý liền.
cầm lên là thấy đẹp liền. Cái logo nằm ở ngoài hả, trong? Ở trong, logo nằm bên trong. Các bạn nào đeo Apple Watch thì xem cái video này à, có thể thích hoặc là có thể không thích, hoặc là có thể mua hoặc không mua, nhưng mà mình nghĩ là các bạn sẽ xem và biết đâu một lúc nào đó các bạn thích thì các bạn có cái để các bạn biết là nó có những cái sản phẩm này, các bạn tìm mua ở bất cứ nơi đâu, ở nước ngoài cũng có bán hết. Rồi đây là cái dây dành cho các bạn đi tập thể dục à, chịu nước, chịu mưa, chịu sương gió. Nó bằng nhựa dẻo, cao su gì đó không biết à, chắc chắn là cái này bơi lội rồi thấm nước thấm đồ vô tư luôn, thoải mái luôn. Màu đen, thiết kế cũng rất là đẹp, đơn giản, đẹp, thanh lịch. Đó, thương hiệu Love nguyên bộ. Rồi mình kết thúc video ở đây nha, hy vọng là các bạn sẽ chọn được ít nhất là một sản phẩm ưng ý. Video khá dài, hy vọng các bạn coi hết, và cuối video mình có chèn cái đường dẫn để các bạn click vào xem sản phẩm chi tiết trên website. Chào tạm biệt các bạn.